bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát an trụ tịnh lự ba la mật đa mà dẫn nhiếp bố thí ba la mật đa phật dạy này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát an trụ tịnh lự Ba La Mật Đa đối với các hữu tình, hành tài thí pháp thí mà Đại Bồ Tát ấy xa lìa pháp dục ác bất thiện, có tầm có từ, ly sanh hỷ lạc, nhập sơ thiền an trụ trọn vẹn, tầm từ tịch tịnh, an trụ trong tánh chuyên nhất của tâm thanh tịnh bình đẳng, không tầm không từ, định sanh hỷ lạc, nhập đệ nhị thiền an trụ trọn vẹn, ly hỉ trụ xả đầy đủ niệm tránh chi toàn thân thọ lạc bậc thánh ở trong đó năng thuyết năng xả an trụ đầy đủ niệm an vui nhập đệ tam thiền an trụ trọn vẹn rất vui rất khổ mừng vui tiêu mất chẳng khổ chẳng vui xả niệm thanh tịnh nhập đệ tứ thiền an trụ trọn vẹn đối với các hữu tình khởi tưởng ban vui tác ý nhập từ vô lượng an trụ trọn vẹn Đối với các hữu tình khởi tưởng cứu khổ, tác ý nhập bi vô lượng an trụ trọn vẹn. Đối với các hữu tình khởi tưởng mừng vui, tác ý nhập hỷ vô lượng an trụ trọn vẹn đối với các hữu tình khởi tưởng bình đẳng lìa khổ vui tác ý nhập xả vô lượng an trụ trọn vẹn đại bồ tát ấy đối với các sắc khởi tưởng chán sự thô cạch tác ý nhập định không vô biên xứ an trụ trọn vẹn đối với các thức khởi tưởng tịch tịnh tác ý nhập định thức vô biên xứ an trụ trọn vẹn đối với vô sở hữu khởi tưởng tịch tịnh tác ý nhập định vô sở hữu xứ an trụ trọn vẹn đối với phi hữu tưởng phi vô tưởng khởi tưởng tịch tịnh tác ý nhập định phi tưởng phi phi tưởng xứ an trụ trọn vẹn đối với định diệt tưởng thọ khởi tưởng ngưng nghỉ tác ý nhập định diệt tưởng thọ an trụ trọn vẹn Đại Bồ Tát ấy, An trụ Tịnh Lự Ba La Mật Đa đã nói như thế. Dùng tâm không loạn động đối với các hữu tình, hành tài thí, pháp thí. Thường tự hành tài thí, pháp thí. Cũng thường siêng năng chỉ dạy người hành tài thí, pháp thí. Thường không làm ngược lại sự khen ngợi người hành tài thí, pháp thí. Thường hoan hỉ khen ngợi người hành tài thí, pháp thí. Đại Bồ Tát ấy với thiện căn này, chẳng cầu bậc thanh văn độc giác, mà chỉ đem thiện căn bố thí như thế cho các hữu tình cùng có như nhau hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột dùng vô sở đắc làm phương tiện khi hồi hướng quả vị đại bồ đề như thế xa lìa ba tâm đó là ai hồi hướng hồi hướng để làm gì hồi hướng về đâu ba tâm như thế đều vĩnh viễn chẳng khởi thì này thiện hiện đó là đại bồ tát an trụ tịnh lự ba la mật đa mà dẫn nhiếp bố thí ba la mật đa